Trân trọng kính chào quý tôi con của Chúa đang ngồi ở bên trong nhà thờ cũng như bên ngoài nhà thờ. Chúng ta đang nói rất nhiều trong bốn lễ vừa qua của kỳ hội đồng này, chỉ có mấy từ tự trung lại: Đức Thánh Linh hay là Thần của Chúa. Khi chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời xuyên suốt Cựu và Tân Ước, ông bà anh chị em với tôi sẽ thấy được một số điểm nhấn. Ngay từ ở trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dùng Thần của Chúa vận hành trên mặt nước. Và khi chuẩn bị đưa Chúa Giêsu vào đời thì Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để che phủ trên bà Mary, khiến bà trở nên một khí dụng trong tay Chúa đưa Chúa Giêsu vào đời. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị thi hành chức vụ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đáp đậu ở trên chính Chúa Giêsu. Qua đó, dầu thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất ngắn ngủi, nhưng có thể nói gặt hái kết quả một cách phi thường và trải qua các đời không có chi có thể vi sanh được. Để có thể thành lập hội thánh của Chúa trên đất qua những con người bình thường tầm thường, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đáp đậu ở trên dân sự của Ngài tại nơi phòng cao, để từ những người lãnh đạo cho đến dân sự của Chúa, họ đều được mặc lấy quyền phép của Thánh Linh, rao giảng phúc âm, gặt hái thành công, và tin lành từ đó đã lan ra khắp đất. Phân đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc đó có lẽ quý ông bà anh chị em rất quen thuộc, nhưng lời Đức Chúa Trời quen thuộc ấy sáng hôm nay, trong thời giờ ngắn ngủi, tôi chỉ sử dụng 4 câu, từ câu 1 cho đến câu 4 của công vụ đoạn 2, để chia sẻ với quý ông bà anh chị em những điều rất cần thiết hầu cho tôi trai tớ gái của Chúa ngay trong kỳ hội đồng này chúng ta trở về là người nhận được năng quyền từ Chúa Thánh Linh để sống, và sống một cách kết quả. Mong rằng không có một tôi trai tớ gái nào của Chúa đến đây tham dự suốt một ngày rưỡi kỳ hội đồng rồi trở về trong đói khát tâm linh, bị đời dẫn dụ, bị tà giáo làm cho sai lệch, nhưng hết thảy là những người mạnh mẽ nhận lấy năng quyền của Chúa để sống một đời mới. Để có thể nhận được năng quyền từ Chúa Thánh Linh, đầu tiên là chúng ta phải có đáp ứng được điều kiện. Điều kiện để nhận được năng quyền ghi lại cho chúng ta ở trong câu thứ nhất: đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại tại một chỗ. Có thể nói rằng sống trong năng quyền của Chúa Thánh Linh, đó là lúc con người thỏa đáp được những điều Chúa mong muốn. Cho nên tại đây, các môn đệ của Chúa họ nhóm nhau lại tại một chỗ. Thánh Kinh mô tả chừng 120 người. Họ hiệp với nhau lại ở tại đây để làm gì? 120 người tại nơi phòng cao Jerusalem. Họ hiệp lại làm một. Họ hiệp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ hiệp lại để biệt riêng ra những thời giờ mình có, cầu nguyện thiết lập một mối tương giao với Chúa một cách mật thiết, mặc dầu xung quanh có bao nhiêu điều chi phối. Nào là những lo âu của đời, nào là sợ hãi vây quanh bởi vì những áp lực của bắt bớ. Và ngay cả trong kỳ lễ hội đang diễn ra tại Jerusalem, với nhiều hình thức, nhiều điều hoành tráng, đông đúc và làm cho chi phối, dân sự của Chúa vẫn tiếp tục hiệp nhau lại làm một để thờ phượng, để cầu nguyện, để chờ đợi Đức Thánh Linh hành động. Chính điều đó, dân sự của Chúa đã bước vào một trải nghiệm mới.
quyền phép của Đức Thánh Linh đổ đầy trên họ. Thưa ông bà anh chị em, có tôi con của Chúa nào đang ngồi ở đây sống động mà mình không có những ước mơ tốt đẹp trong đời không? Ngay sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có mang theo những ước mơ nào đó của mình bước vào thì giờ thờ phượng không? Hết thảy chúng ta đều là những người có những ước mơ. Ước mơ từ phương diện thuộc thể đến phương diện thuộc linh. Ước mơ những điều tốt đẹp, nhưng có một điều rất thực tế và chua chát, đó là ước mơ nhưng vẫn chỉ là mơ ước. Vì sao? Có đôi lúc chúng ta trở nên những người ước mơ nhưng mà giống như những người há miệng chờ sung, không có sự trả giá cho những ước mơ đó. Ở bên ngoài người ta dạy không có một sự thành công nào mà không có trả giá. Nhưng lạ lùng ở trong đời thuộc linh của tôi với quý ông bà anh chị em, ước mơ mình thiêng liêng đầy dẫy Đức Thánh Linh, hội thánh của mình phát triển, vân vân. Rồi chẳng những như vậy, ước mơ cho chính mình mà đòi hỏi người khác nữa. Ông quản nhiệm của tôi phải như thế này, ông thư ký nhà tôi phải như thế kia, ban chấp sự tôi phải thế nọ để hội thánh phát triển. Còn tôi thì há miệng chờ xuống. Cho nên ở đâu đó, ở trong hội thánh ông bà anh chị em, người ta lập rất nhiều tòa án. Ở đó có thẩm phán nè, ở đó có luật sư nè, ở đó có phê bình gia nè, ở đó có thần học gia nè. Nhưng mà tất cả đều chỉ là nói với những ước mơ. Cái ông mục sư này chỉ lạ, không có ước mơ. Tôi tín đồ đây mà tôi còn ước mơ như thế này, thế này, thế này. Cái ông chấp sự kia chẳng có ước mơ gì cả, tôi ước mơ. Nhưng khi người ta nhìn lại mình, nói không, năng thuyết bất năng hành. Nói thì thiêng liêng, Chúa thì trên miệng tối ngày, mà người ta nhìn vào tôi với quý ông bà anh chị em, họ không thấy Chúa. Họ thấy có nhiều điều khác trên trần gian này, duy chỉ có một điều không có, không có ở trong tâm, đó là Chúa. Thế thì những ước mơ đó không bao giờ trở thành hiện thực, không bao giờ có những kết quả cho nhà của Đức Chúa Trời. Rồi có nhiều nơi ngày hôm nay, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời có quá nhiều người tài giỏi, nhất là thời buổi tri thức đang phát triển, công nghệ đang phát triển. Thế là có những tín hữu, có những chấp sự ngày nay hiệp làm một, nhưng mà một ở trong cái nhóm cùng rơ với mình. Và có những người tín hữu lập ra nhóm một hai người bàn thảo những chuyện, không phải là gây dựng, mà tôi lặp lại chữ là dựng chuyện để gây. Có không nè? Rồi lập ra những cái nhóm hiệp là một chừng 5-7 người đó, nhưng mà ở trong cái nhóm này không hề có ông quản nhiệm. Để làm gì? Nếu là công việc thiêng liêng, ước mơ trong sáng cho nhà của Đức Chúa Trời, sống ra trong quyền năng của sự phấn hưng, tại sao là không có ông quản nhiệm ở đó? Thế thì mình lập nhóm này để làm gì? Gây dựng không có, mà dựng chuyện để gây. Rồi có những hội thánh ngày hôm nay, các lãnh đạo của giáo hội phải đi giải quyết, không phải là hiệp 1 mà hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4. Chứ không phải là nhóm với nhau lại, hiệp là 1, 9 người, 1 ý. Ở bên ngoài đó, người ta nói rằng 9 người, 10 ý. Nhưng ở trong thuộc linh, 10 người, 1 ý thôi. Nhưng mà trong chúng ta có quá nhiều ý kiến. Dân sự của Đức Chúa Trời hàng trăm hàng ngàn con người ở trong một chi hội, nhưng mà sống với nhau
như là những viên sỏi bên cạnh những viên sỏi, không có một sự hiệp nhất nào cả. Rồi đến hiệp với nhau lại, không phải là thờ phượng. Ngay khi bước vào trong nhà thờ, trong giờ thờ phượng, nhưng mình không hề thực sự thờ phượng. Thờ phượng có nghĩa là gì? Thờ phượng trong ý nghĩa của thần học, dâng cho Chúa một của lễ giá trị nhất. Nó không phải bằng tiền mà thôi, nhưng ở đây muốn nói của lễ này giá trị từ tấm lòng. Những cái gì trong sáng, đẹp đẽ, tinh tuyền xuất phát từ nơi con người của chúng ta, từ tâm lòng, từ tư tưởng, từ ngôn từ, từ hành vi, để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay có nhiều người bước vào giờ thờ phượng không phải dâng cho Chúa những của lễ như vậy. Hát mà muốn làm sao cho mọi người biết rằng tôi là cái người hát giọng ba là tuyệt vời nhất. Đơn ca ở trong hội đồng này bảo đảm 7.000 người này không có ai có thể qua mặt tôi cả. Ở trong nhà thờ này không có ai cầu nguyện mà hay như tôi hết. Không có ai dâng hiến nhiều bằng tôi cả. Ở đó chúng ta cũng đang thờ phượng, nhưng chúng ta đang thờ phượng cái bụng của mình, cái tôi của mình, chứ không phải hiệp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em có cầu nguyện mỗi ngày không ạ? Ai một ngày cầu nguyện 3 lần xin đưa tay cho biết ạ. Cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng lời cầu nguyện quý vị đích thực là lời cầu nguyện có ý nghĩa Chúa nhậm lời. Tôi có biết nhiều tín đồ ngày nay ở trong thời buổi gấp gáp vội vàng này cầu nguyện nhanh lắm. Cảm ơn Chúa cho con thức ăn này, nhân danh Chúa Giêsu amen. Bắt đầu vô chiến trận. Tôi nói vui một chút á. Thiên sứ từ trên trời mà được Đức Chúa Trời sai phái xuyệt ánh sáng với tốc độ của ánh sáng đem đến phước cho quý vị. Tên nơi, thiên sứ tên nơi thấy Nguyễn Hữu Bình mới vừa cầu nguyện đây, bây giờ đâu mất tiêu rồi. Thiên sứ có hành động không kịp mà. Cho nên như vậy không phải là cầu nguyện. Cầu nguyện là trò chuyện, là thiết lập với mối Chúa một mối tương giao. Nhưng chúng ta đang thiếu những điều này. Vì vậy đời thuộc linh của chúng ta nó đang có những vấn đề, không có đủ điều kiện để Thánh Linh hành động trên cuộc đời của chúng ta. Bởi vì là một người tín hữu tin lành, là một người có tên trong hội thánh lâu năm, là một người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại là một người sống theo khuôn mẫu của lý trí, sống theo con người thiên nhiên, con người xác thịt của chúng ta với nhiều ước mơ mà không đủ sức để trả giá. Phải có cái can đảm của một người thuộc linh để nói không với mình, nói vâng với Đức Chúa Trời, hầu cho bớt đi ngôn từ thiêng liêng mà sống đời thiêng liêng. Từ đó Thánh Linh của Chúa hành động với chúng ta. Khi con người yêu kính Đức Chúa Trời, có một lối sống thật với Chúa mỗi ngày, thật với anh em, để Đức Chúa Trời tuôn đổ quyền năng của Chúa trên chúng ta. Khi Chúa tuôn đổ quyền năng, những con người tầm thường, những con người bình thường trở nên những con người làm những công việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Quyền năng của Chúa không vơi cạn. Quyền năng của Chúa không phải là nghèo nàn, nhưng quyền năng đó đổ trên những con người đáp ứng được điều kiện Chúa muốn, như các môn đồ ngày xưa ở tại nơi phòng cao Jerusalem. Khi chúng ta có những điều kiện như tôi vừa kể đó, thì xin Chúa cho ông bà anh chị em và tôi sẽ là những người thực sự khiêm cung,
đến trước mặt Chúa, đến với anh em, tay trong tay, hiệp lòng cùng nhau, khát khao Thánh Linh của Chúa vận hành, phấn hưng trên hội thánh, cho con sống đời quyền năng, khát khao trong sự thờ phượng, tôn cao Chúa hơn hết. Ở đó chỉ có Chúa được tôn cao. Ở đó con liên tục có mối liên hệ mật thiết với Chúa, và Chúa sẽ làm ơn cho những con người này, để rồi từ hội thánh ít người cho đến hội thánh đông người, ông bà anh chị em trải nghiệm được quyền năng Chúa hành động. Không phải chỉ có những người tin Chúa lâu năm, mà kể cả những người mới vừa tin Chúa cũng rờ chạm được quyền năng đó, để trở nên những con người sống ở giữa đời, làm được những việc phi thường cho Đức Chúa Trời chúng ta, ngay khi Chúa còn cho tôi, quý ông bà anh chị em sống động ở trên đất. Ông bà anh chị em rà soát lại xem, tôi đang dự trong kỳ hội đồng này, chủ đề bởi thần ta, tôi đang có những điều kiện gì để thỏa đáp điều Chúa mong muốn và nhận được quyền năng để trở về? Nếu không có những yếu tố đó, chúng ta cũng giống như người khô hạn giữa mùa hè, nghe hàng mấy chục bài hát, bao nhiêu lời cầu nguyện, nghe ít nữa là 6 bài giảng, rồi trở về vũ như cẩn, là vẫn như cũ. Điều thứ hai, để nhận được quyền năng Thánh Linh, có dấu hiệu của năng quyền từ nơi Chúa. Ở trong câu thứ 2 và câu thứ 3 Kinh Thánh chép: Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Sống trong quyền năng, không có phô phang khoe mẽ, nhưng có một dấu hiệu rất rõ ràng, có những dấu hiệu rõ ràng trên đời sống của con người này. Và hai dấu hiệu mà Thánh Kinh Công Vụ đoạn 2 cung cấp cho chúng ta ở đây. Thứ nhất, đó là người này trải nghiệm được tiếng gió thổi ào ào. Gió là nói đến sức mạnh, là nói đến sự sống động tươi mới, là nói đến mạnh mẽ, nói đến sự vận hành uyển chuyển của Thánh Linh ở trong một con người, trên một con người và qua một con người. Trong Cựu Ước Ê-xê-chi-ên đoạn 37, lời Chúa đã mô tả cho chúng ta về một hiện tượng. Đức Chúa Trời dùng một ngọn gió hơi sống để thổi vào trũng hài cốt khô, và trũng hài cốt khô này thì xương rải rác đây đó, cái thì lớn, cái thì nhỏ, nhưng mà nhờ gió hơi sống từ nơi Đức Chúa Trời thổi vào thì tất cả những cái xương cốt ấy nó được kết hiệp trở lại và trở nên một thân thể sống. Chẳng những sống mà còn trở nên một đạo binh lớn. Tiếng gió thổi ào ào đụng chạm đến mỗi người ở tại nơi phòng cao Jerusalem. Nó không phải là gió lào, nó không phải gió nam, gió bắc, mà là gió của Đức Thánh Linh. Sức mạnh của Chúa, sự vận hành của Chúa, sự tươi mới của Chúa chạm đến từng con người, từng tấm lòng đang thờ phượng Đức Chúa Trời, đang khát khao sống với Chúa, cho Chúa. Dấu hiệu thứ hai, đó là lưỡi bằng lửa trong câu thứ ba. Các môn đồ thấy lưỡi rời ra từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Lửa là hình ảnh mà Kinh Thánh nói đến, nói về quyền phép của Thánh Linh. Nhưng lửa cũng là dấu hiệu của sự thanh tẩy, lửa là dấu hiệu của nung nấu, làm sạch tất cả những gì cấu cặn pha trộn ở trong một con người.
đầy tớ của Chúa Môsê. Ông đang làm một công việc thường ngày ở giữa đời, trong những năm ẩn dật chăn chiên. Sa mạc ông đi, ông dẫn bầy chiên không phải một ngày hai ngày, mà có lẽ đã 40 năm rồi. Ông quen từng cái gốc cây, cái bóng mát, từng cái bụi gai. Nhưng để có thể chuẩn bị cho chức vụ Môsê và cuộc đời ông bước vào một bước ngoặt mới đó, thì Đức Chúa Trời đã hiện ra lửa cháy nơi bụi gai, và Kinh Thánh mô tả bụi gai cháy không hề tàn. Thường ngày đi qua đi lại bụi gai đó, nhưng bây giờ có sự hiện diện của Chúa ở đó. Môsê vừa bước tới, Đức Chúa Trời đã phán rằng: hãy cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Nó có sự khác biệt giữa cái thường ngày, giữa những vật chất tầm thường, ở giữa một cái chuyện mưu sinh ở giữa đời. Nhưng khi có Chúa hiện diện, quyền phép của Chúa, lửa của Chúa bao bọc vận hành, nó phải được thanh tẩy, nó phải nâng cao lên giá trị là thánh cho Đức Chúa Trời. Ê-sai, một tiên tri của Đức Chúa Trời, chắc chắn ông được Chúa dấy lên để làm tiên tri, có những sứ điệp, thì ông phải là một người có những phẩm chất thuộc linh mà ngày hôm nay chúng ta gọi là thiêng liêng lắm. Dẫu vậy, khi Chúa chạm đến lưỡi thiêu đốt, thì mọi cấu cặn được thanh tẩy. Và lúc bấy giờ Ê-sai đã nói rằng: tôi có môi dơ dáy ở giữa một dân dơ dáy ô uế. Và từ đó, khi ông được Chúa thanh tẩy, lửa thanh linh đốt sạch mọi cáu cặn pha tạp, ông đã trên một đầy tớ của Đức Chúa Trời có kết quả, năng quyền đầy dạy. Lửa từ trên cao chạm đến trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm có một ý nghĩa thiêng liêng. Và lưu ý, lửa này đậu trên mỗi người. Bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị em, nếu xác định về chính mình, ai là người nói mình đang yếu đuối, sợ ngã? Nếu xác định về chính mình, ai trong vòng quý ông bà anh chị em, từ bên trong nhà thờ đến các bên sân, xác định mình là người đang mạnh mẽ, mình đang là người có mối liên hệ tươi mới với Chúa Thánh Linh, chúng ta khiêm nhường, không dám bày tỏ nhưng chính cá nhân của chúng ta phải biết rõ mối quan hệ giữa mình với Chúa, dấu hiệu của Chúa trên cuộc đời của mình như thế nào. Bởi vì khi chúng ta là người Việt Nam, mình có đi đâu trên khắp thế giới đó, ở giữa một sân bay đi nữa, thì người ta cũng nhìn ra: à, cái anh này là đầu đen da vàng. À, bây giờ là ông bà, là con cái của Đức Chúa Trời, là tín hữu Chúa Giê-xu, thì nó phải có những đặc trưng, phải có dấu hiệu rõ ràng. Mình đi tới đâu, người ta cũng thấy mình là con cái của Chúa. Nó không phải đeo cái bảng to đùng như thế này giới thiệu, nhưng mà qua cái nếp sống của chúng ta, qua cung cách ứng xử của chúng ta, thì người ta biết được mình có dấu hiệu. Và dấu hiệu ở tại đây, Thánh Kinh cho chúng ta biết: thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Vì vậy đền thờ này phải được Đức Thánh Linh vận hành. Thân thể của chúng ta được Chúa ban cho, tình cảm, ý dục, ngôn từ, hành vi mình có quyền bày tỏ. Nhưng là một người thực sự sống trong năng quyền của Chúa Thánh Linh, thì Thánh Linh sẽ hiện diện, ban cho chúng ta một đời tươi mới, mạnh mẽ. Vốn là một con người tín hữu, làm công tác tôn giáo, thờ phượng theo lễ nghi từ bao nhiêu năm, nhưng khi gió Thánh Linh đụng đến, quyền Thánh Linh đụng đến, đọc Kinh Thánh không còn buồn ngủ nữa, đi đến nhà thờ không ngủ gà ngủ gật nữa,
đi thờ phượng Đức Chúa Trời, không phải o ép nữa, không sợ chồng la, không vợ rầy, không bị cha mẹ mắng cho nên đi nhà thờ nữa, mà là khao khát sức sống từ bên trong, nó dục dã chúng ta có một mối liên hệ với Chúa mật thiết. Sức sống của Chúa Thánh Linh từ bên trong sẽ khiến cho tôi và quý ông bà anh chị em yêu Chúa càng hơn, mạnh mẽ sống cho Chúa, với Chúa và bày tỏ Chúa cho những người xung quanh. Ông bà anh chị em thấy có một thời gian mình chưa gặp Chúa một cách cá nhân, mình làm công việc gọi là công việc nhà của Chúa, hầu việc Chúa đó, nhưng mà nó khổ lắm. Làm mà lầm bầm, vừa làm vừa lầm bầm, vừa làm vừa khó chịu, vừa làm mà tìm kiếm một cái ý tưởng nào đó, chứ không phải là vui vì được phục vụ Chúa. Nhưng khi Chúa đụng chạm tới, quyền năng của Chúa làm cho mình tươi mới mạnh mẽ, thì có ai nói ngã nói nghiêng, kệ họ. Việc mình làm đó là vì Chúa, dâng sự vinh hiển cho Chúa, không còn quan trọng đến những dư luận nữa. Kế đến, ông bà anh chị em và tôi, quý vị, đặc biệt là các bà các cô, ai thích mang vàng giả xin đưa tay cho biết. Tôi có một lần, lần đầu tiên hai lúa lên thành xuất ngoại, tôi đi đến ở tại Canada. Tôi ra ở tại một vùng mo, người ta bán vàng dọc theo cái đường đi nó nhiều lắm. Và tôi thấy một sợi dây chuyền quá đẹp, mình nghĩ rằng mình thương vợ, thôi thì mua dây chuyền này về mình tặng, chắc là mình được khen đây, lấy điểm được đây. Nhưng mà tôi mua về thì tôi tặng cho nhà tôi, bà vui lắm. Nhưng mà bà mang đâu có chừng tháng cái nó ngã màu, vàng giả. Ai nấy trong chúng ta đều muốn vàng thiệt, hãy có được vàng giả, được bị trao tặng vàng giả là mình lầm bầm liền. Nhưng mà mình lại thích sống giống như vàng giả. Nó pha cái này một chút, nó pha cái kia một chút, nó trộn cái nọ một chút. Nhưng mà đi đâu hỏi cái ngẩng mặt lên, tôi là tín đồ tin lành, tôi là tín đồ tâm kỳ, tôi là tín đồ phương hòa gì đó. Hỏi hội thánh anh sao? Hội thánh tôi hả? Lớn nhất Việt Nam luôn, 5-7 ngàn tín đồ đó, nhiều điều tự hào lắm. Nhưng mình nhìn vô bên trong, nếu mà phân kim đưa vô lửa tiêu hết trơn, còn lại có cái xác không, thùng rỗng kêu to. Khi chúng ta thực sự là con của Chúa đó, Thánh Linh của Chúa cũng muốn đụng chạm đến tôi và quý ông bà anh chị em. Mọi cấu cặn ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, vợ không ai, chồng không biết, mục sư không rõ, nhưng Thánh Linh biết. Thánh Linh của Chúa đang muốn hiện diện trong tôi và quý ông bà anh chị em, vận hành, thiêu đốt tất cả mọi ô uế, mọi ngổn ngang, chà chôm gai góc, pha tạp đó. Mẫu của đời, đam mê của đời, dục vọng của đời, khuôn mẫu của đời, xác thịt, nó phải được tiêu trừ đi. Và khi chúng ta trở nên một người hoàn toàn được tinh rồng ở trong Chúa, được Chúa gọi là thánh đồ thực sự, người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, thì lúc ấy Thánh Linh của Chúa sẽ hành động trên tôi, trên quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa dấu hiệu rõ ràng trên cuộc đời mình, cũng là con người đó, cũng là môi trường đó làm việc, nhưng mọi người nhìn vào thấy chúng ta ngày hôm nay khác lắm. Mấy bữa trước thấy cái bàn rượu là nhào vô ngay, nhưng mà hôm nay nghe cái mùi men thôi là đã khó chịu. Mấy hôm trước nghe cái mùi thuốc lá thôi là đã thạch nước miếng nó tiết ra rồi. Nhưng mà hôm nay
nghe mùi thuốc lá là chịu không nổi, là ngộp thở, là muốn chết. Cho nên tạm biệt với bạn bè lưu linh, tạm biệt với trắng đen, đỏ đen, để có thể biệt riêng ra sống cho Đức Chúa Trời. Không phải ai ép uổng, không phải mục sư bảo, chẳng phải bà vợ la ông chồng dạy, nhưng mà Thánh Linh của Chúa vận hành ở bên trong tôi, quý ông bà anh chị. Nếu chúng ta là người được Thánh Linh Chúa chạm đến, sự mạnh mẽ được dục giả trong lòng, lửa Thánh Linh thiêu đốt tất cả mọi ác uế tạp chất ở trong đời sống, chúng ta trở nên một công cụ trong tay Chúa, rờ chạm được những dấu hiệu đó rõ ràng, và đi bất kỳ nơi đâu, ở trong hoàn cảnh nào, vẫn có những dấu hiệu, có những phẩm chất đó để tỏ ra cho mọi người khác nhìn biết mình, người có năng quyền của Chúa Thánh Linh một cách tự nhiên và siêu nhiên từ nơi Chúa cung ứng. Ông bà anh chị em đang có dấu hiệu gì? Tôi giàu đi xa quê rồi, nhưng mà tôi vẫn có những cái dấu hiệu của người Quảng Nam. Lâu lâu mà nói cái tiếng Quảng Nam ra, ông này dân miền Trung rồi. Cái bữa ăn nào mà xin chén nước mắm với ớt lên, gọi là mắm rin với ớt, dân Quảng Nam rồi. Nó phải có những cái dấu hiệu của con người mình. Không thể sống giả, không thể đóng kịch được. Anh có đóng kịch tới đâu đi nữa, rồi sẽ đến một lúc người ta phát hiện được. Và lúc đó con người xung quanh đổ vỡ niềm tin. Con người đối xử với chúng ta như thế, phản ứng với chúng ta như thế, thì húng chi là Chúa từ trên cao sẽ cảm nhận như thế nào, sẽ bị xúc phạm như thế nào, nếu đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em sống có những dấu hiệu ảo, giả dối, sống với những dấu hiệu giả, để rồi một ngày nào đó tất cả đều bị lật mặt ra, danh của Chúa bị tổn thương, và chính chúng ta cũng chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Xin Chúa cho tôi trai tớ gái của Chúa trong kỳ hội đồng năm nay, những người ngồi trong nhà thờ, những người ngồi ở bên ngoài nhà thờ, chúng ta trở về kiểm tra lại được, tôi có dấu hiệu này, tôi có dấu hiệu này, xác định cuộc đời tôi, người có năng quyền Chúa Thánh Linh từ bên trong. Điều thứ ba, Chúa dạy cho chúng ta trong câu thứ tư. Một người thỏa đáp được điều kiện, người có những dấu hiệu của Chúa rõ ràng, sẽ dẫn đến kết quả từ năng quyền của Chúa Thánh Linh. Ở trong câu 4 lời Chúa chép, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Chúa Trời cho mình nói. Có hai kết quả rõ ràng được ghi lại ở trong cao điểm của phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, một người có năng quyền Đức Thánh Linh, sống trong năng quyền của Đức Thánh Linh, tức là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, hồi hôm mục sư Đáng đã giảng giải cho chúng ta, mà tôi muốn nói thêm ở đây, nói một cách dễ hiểu. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là người chiếm hữu Thánh Linh cho mình nhiều hơn để mình trở nên siêu cơ đốc nhân hoặc là ngôi sao ở trong hội thánh, không phải. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người để cho Đức Thánh Linh chiếm hữu mình nhiều hơn. Và đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói một cách khác, để Đức Thánh Linh điều khiển mình, cái tôi của mình hạ xuống, mọi dục vọng của mình nó được tiêu trừ đi, để cho thánh ý của Thánh Linh điều khiển mình ở trong mọi nghĩ suy, ở trong mọi ước muốn, ở trong mọi ngôn từ, ở trong mọi hành động. Khi quyền năng của Chúa tuôn đổ, sự mạnh mẽ của Chúa chạm đến làm cho tươi mới, biến đổi. Lửa của Chúa thiêu đốt mọi cáu cặn trở nên tinh rồng, thì sẽ là một con người nhường cái tôi của mình, loại cái tôi của mình đi để cho Chúa cai trị hoàn toàn. Điều thứ hai,
Kết quả từ năng quyền của Chúa Thánh Linh đó là nói các thứ tiếng khác. Khởi sự nói các thứ tiếng khác như Đức Chúa Trời cho mình nói. Ở đây không phải là một người có ân tứ nói tiếng lạ. Mặc dầu ở trong công vụ đoạn 12 có đề, xin lỗi, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 có đề cập cho chúng ta, nhưng ở tại ngay ở trong bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này, Thánh Linh cho các môn đồ này họ nói một thứ tiếng khác, một ngôn ngữ mà họ chưa hề học. Cho nên khi họ nói ra, vốn là những người Galilê, người Israel, nhưng mà họ nói tới 15 ngôn ngữ khác nhau cho những người đang hiện diện ở tại Jerusalem tham dự kỳ lễ hội lúc bấy giờ, để những người này có thể nghe được tiếng mẹ đẻ của mình. Và như vậy, có một bản dịch đã dịch. Những người này họ được ban cho một thứ ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học. Và mục đích mà ban cho ngôn ngữ này hay là nói tiếng mới này đó, cao trào nói rằng để nói ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà anh chị em, tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em một chút. Nếu bây giờ mình làm một bản kiểm tra, ông bà anh chị em có 3 cái câu hỏi để đánh dấu kiểm tra, quý vị sẽ đánh vào câu nào? Câu thứ nhất: tôi là người đầy dẫy con người thiên nhiên, tức là con người mà mình giống như chưa có tin Chúa đó. Mình có check vào đó không? Mang danh là mục sư nè, truyền đạo nè, chấp sự nè, tín đồ lâu năm nè, tín đồ tin lành 3-4 đời nè, nhưng mà đang sống đầy dẫy con người thiên nhiên. Câu hỏi thứ hai: đầy dẫy xác thịt. Mình có đầy dẫy xác thịt không? Tín đồ có danh sách làm bắp têm, làm công việc trong nhà Chúa nữa, nhưng mà bày tỏ ra con người xác thịt để cái bụng mình, cái tôi mình nó cai trị, Chúa không có chỗ ở đó. Ai mà nói mình xác thịt là mình giận đùng đùng lên á, nhưng mà mình nhìn chính mình á, không có hổ thẹn với ai hết á, mình đánh giá coi mình là đầy dẫy xác thịt hay đầy dẫy thiên nhiên. Có ai check được cho mình cái bản thống kê đó chưa nè? Cái thứ ba: đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông bà anh chị em sẽ check vào câu nào? Một trong 3 câu. Ước gì sáng hôm nay trong kỳ hội đồng lần này, chúng ta chân thành với nhau, chân thành với chính mình, chân thành với Chúa, để kiểm tra lại. Con mang danh là tô trai tớ gái của Chúa, nhưng con đang sống mỗi một ngày, con giống như một người sống không có Đức Chúa Trời. Người ta lo con cũng lo, người ta bối rối con cũng bối rối, người ta lăng xăng con cũng lăng xăng, giống như con rối ở giữa đời, chẳng có gì ý nghĩa phước hạnh hết. Hai, con chân thành với mình và với Chúa rằng con làm công việc Chúa, con nói từ ngữ nó thiêng liêng, con cầu nguyện trôi chảy lắm, con đảm nhận nhiều công việc hội thánh, con đứng ở tòa giảng, con giảng cho anh em con mỗi tuần. Nhưng nhìn lại, con sống theo xác thịt. Con giảng thì thiêng liêng, con nói thì thiêng liêng, mà ai đụng chạm tới con là con sẽ sừng khổ. Ai nói chạm tới con một phát cái không là con sẽ dùng mọi từ ngữ độc địa nhất, con bắn cho chí chết. Thậm chí chúng tôi nhận được những thực tế của ông bà anh chị em. Có một chấp sự, khi ông quản nhiệm đổi về,
chấp sự này nhiệt tình lắm, đến nói riêng với ông quản nhiệm: chúng tôi vui để đón ông, nhưng có một điều tôi tâm sự cho ông biết. Ông về đây ông chỉ lo giảng dạy thôi, còn điều hành là để cho tôi. Ông mà đụng chạm tới tôi quậy ông tới bến. Và thiệt là quậy tới bến. Thế thì chúng ta đầy dẫy cái gì ở đây? Vẫn làm công việc Chúa mà, vẫn có một chức danh ở giữa hội thánh mà, vẫn có một chức việc ở trong nhà Chúa mà. Nhưng ở đó là thánh linh hay là xác thịt? Có những ước mơ thiêng liêng nhưng lại sống theo xác thịt, đầy dẫy xác thịt. Cái tôi của mình được đề cao lên, sống theo suy nghĩ, theo bản năng, mà không hề nhường chỗ để thánh linh của Chúa điều khiển cuộc đời mình, thì muôn đời không thể nào nếm trải được quyền năng thánh linh của Chúa một cách đầy dẫy. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng khóc, khóc với anh em, khóc với hội thánh, bởi vì như đã nói, đến giải quyết cho hội thánh không phải là hội thánh hiệp một, mà đến giải quyết hiệp một, hiệp hai, hiệp ba. Nói gì thì nói cũng không nghe, mà chỉ có tôi đã nghĩ, tôi đã quyết định, tôi phải làm, mà không hề dành chỗ nào cho Chúa, cho hội thánh của Đức Chúa. Xin Chúa cho tôi nói thẳng ở đây, nói một cách chi tiết ở đây, nói như là trao gửi tâm tình với quý ông bà anh chị em ở đây, để xin Chúa cho từ hôm nay trong hội đồng này chúng ta rà soát lại, loại trừ đi cái chuyện đầy dẫy con người thiên nhiên, loại trừ chấm dứt đi đầy dẫy con người xác thịt xuất hiện như bất cứ hình thức nào, dẫu tinh vi hay là thô sơ, để trở nên một con người đầy dẫy Đức Thánh Linh, con người được Thánh Linh điều khiển. Mặc dầu ai nấy trong chúng ta đều có những cái đặc trưng bản sắc riêng của mình, nhưng phải bày tỏ trên hết, tuyệt đối hơn hết là bản sắc của một người Cơ Đốc, Thánh Linh điều khiển trong cuộc đời của chúng ta. Từ đó ông bà anh chị em và tôi sẽ là người trở nên khí dụng của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta những ân tứ. Quý vị tra xem lời của Chúa ở trong Roma đoạn 12, Roma đoạn 15, Cô-rinh-tô 12, Ê-phê-sô đoạn 4. Chúng ta sẽ rờ đọc được những ân tứ Thánh Linh tuôn đổ trên dân sự của Ngài. Ân tứ là gì? Ân tứ là sự ban cho cách phi thường của Đức Chúa Trời trên tất cả Cơ Đốc nhân. Có thể có tài năng nhưng không có ân tứ. Những ân tứ của Chúa cho vượt lên trên tài năng để chúng ta đảm nhận phục vụ trong một công việc nào đó có kết quả cho Đức Chúa Trời. Và rồi kết quả đó đem đến sự gây dựng, đem đến sức sống siêu nhiên cho cá nhân mình, cho hội thánh, cho danh của Đức Chúa Trời, hầu cho sống kết quả cho Chúa mỗi ngày. Ân tứ là điều Chúa ban cho tùy theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Chúa phân phát cho người này, Chúa phân phát cho người kia. Người này một ân tứ, người kia có nhiều ân tứ khác nhau, để có thể hợp lại. Và người có ân tứ, tôi xin được nhắc lại một cụm từ: người có ân tứ không phải trở nên người siêu Cơ Đốc nhân, người thánh hơn những người khác, mà là người được sự ban cho của Chúa bởi ân điển của Ngài, hầu cho chúng ta trở nên khí dụng ở trong tay Chúa, và nói những điều cao trọng về Đức Chúa Trời, đem đến sự gây dựng cho anh em. Vì không đủ thì giờ cho nên tôi không thể nói hết về những bài học cần đề cập đến các ân tứ. Nhưng xin thưa rằng, khi một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, khi một người được Chúa trao cho ân tứ, Thánh Linh của Chúa vận hành từ bên trong, trang bị cho chúng ta những con người nhút nhát, những con người lười biếng, những con người mệt mỏi trên linh trình,
bây giờ trở nên những con người giản dị để rao truyền phúc âm, mặc lên năng quyền của Chúa đem đến sự gây dựng, có những kết quả rõ ràng qua đời sống, qua công việc, và dâng lên cho Đức Chúa Trời những vinh hiển. Gây dựng anh em ở gần, gây dựng anh em ở xa. Và chúng ta thấy, ồ, sau 6 kỳ hội đồng này, năng quyền của Chúa Thánh Linh ở trên cuộc đời mình một cách lạ lùng. Trước đây mình mệt mỏi, mình ế oải về thuộc linh, nhưng bây giờ mình tươi mới, sống động, sống có sứ mạng, sống có lý tưởng, sống có mục tiêu, để có thể từng ngày đem đến kết quả cho Chúa. Tôi làm chứng cho quý ông bạn chị em một câu chuyện có thật ở đây. Năm 2001, có một cộng đồng người Dao, họ di chuyển từ miền Bắc vào ở trong Đắk Nông để có thể lập nghiệp theo kiểu di dân tự do. Họ đi vào ở trong một vùng sâu. Ở tại nơi đó họ có khoảng chừng 14 gia đình tín đồ và 73 thành viên. Sau khi họ đã cất chòi tạm cư này kia rồi, thì họ bắt đầu nghĩ đến chuyện đó là phải cất một cái nhà nguyện. Họ cất cái nhà nguyện giữa làng của họ đó bằng tre nứa tranh, bắt đầu thờ phượng Chúa, sống làm ăn. Và khi họ đến nối kết được với hội thánh tại địa phương, anh em đến thăm, và lúc bấy giờ giữa vòng của họ cử lên một người, một chàng thanh niên. Anh thanh niên này thì chỉ học mới đến lớp 2, mà lớp 2 tự học à, chứ không phải là đến trường đàng hoàng. Hỏi em học đến lớp mấy? Nói dạ em học lớp 2. Hỏi đến trường hay sao? Nói dạ không, em mua các cuốn sách giáo khoa lớp 2 về nhà tự học. Và rồi họ bắt đầu gây dựng cho nhau. Dĩ nhiên cái tiến trình có nhiều gai go để hội thánh được nhóm lại thờ phượng Chúa. Nhưng cộng đồng của 73 thành viên này bắt đầu có những điều thay đổi. Họ nhóm nhau lại thờ phượng Chúa. Dầu rằng vấn đề hộ khẩu này kia của họ an sinh thì chưa có, nhưng họ lại trở nên những người không còn nghiện thuốc phiện, không nghiện thuốc lá, không có rượu chè, không đánh bạc, không chửi bới, không trộm cắp, không tảo hôn. Và đây là một tệ nạn mà chính quyền lo âu, bởi vì người Dao đó có 13 tuổi thôi là đã lập gia đình. Cho nên có nhiều cái hệ lụy mà chính quyền rất lo ngại và giáo dục nhưng vẫn không có hiệu quả. Bây giờ họ đến với Tin Lành, họ thay đổi. Quyền năng của Tin Lành biến đổi họ từ văn hóa, thói quen tội lỗi, thay đổi một nếp sống, thay đổi. Và Chúa cứu nhiều người thêm vào hội thánh. Và rồi anh thanh niên phỏng chằng phin này được cử để đi học truyền đạo tình nguyện. Lúc đó tôi được tham gia để dạy về môn tuyên đạo Pháp. Cho anh giảng thử, anh nói tiếng Kinh không có rành. Cho anh giảng bằng tiếng Dao thì nhờ người thông dịch. Nhưng mà tôi thấy anh soạn bài giảng và cái bố cục của anh là tôi nghĩ rằng thiệt là khó. Đức tin của tôi nhỏ bé, lý trí. Nói thì chà, như vậy thì làm sao anh này có thể hầu việc Chúa được? Không thể nào có kết quả cho chức vụ được. Nhưng ông bà anh chị em ơi, mấy năm sau tôi trở lại. Năm 2016 chính quyền công nhận ở đây là một điểm nhóm. Con cái của Chúa, kẻ dân công, người dân của, họ mua một miếng đất trên 4.000 mét vuông, xây dựng một nhà thờ, một cơ đốc giáo dục, một dãy nhà cơ đốc giáo dục, khoảng 4.5 tỷ, không hề thiếu nợ một đồng nào. Và có những người họ nói với tôi rằng hai vợ chồng em mới cưới, chưa có cần nhà, còn có thể ở nhờ với anh chị em được, cho nên em để dành mấy trăm triệu này thôi, bây giờ dâng làm nhà Chúa trước, rồi từ từ em kiếm, em cất nhà em sau. Cơ sở nhà Chúa mọc lên, chính quyền công nhận nơi đây là điểm nhóm. Và rồi đến bây giờ, thưa ông bà anh chị em, hội thánh tại nơi đây nhóm lại mỗi tuần gần 1.000 người. Từ năm 2001 đến năm 2023, nhóm trên 1.000 người. Và đồng thời mở thêm 7 điểm nhóm mới, chừng khoảng 700 người nhóm lại nữa.
Tôi nhìn lại, ô, đức tin của mình nhỏ bé kém cỏi quá, tầm nhìn giới hạn quá, mình coi thường anh thanh niên này. Nhưng bây giờ anh lại là một người được Chúa ban cho quyền năng một cách lạ lùng, làm chứng người ta tin Chúa, cầu nguyện được đuổi quỷ, cầu nguyện chữa bệnh, và gây dựng được đức tin đến nỗi thu hút nhiều người trở lại với Chúa không tưởng tượng được. Xin thưa, tôi không thể có kết quả như anh em mục sư trẻ đó. Tại sao? Chúa đã dùng họ, năng quyền của Chúa tuôn đổ, họ mặc lấy Đức Thánh Linh đầy dẫy để có thể làm việc, và qua các ân tứ của họ đó, ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh tại đây, cộng đồng người Dao phát triển trở nên một điểm nhấn, một điểm nhấn tốt lành ở trong xã hội lẫn cả ở trong thuộc linh giữa cộng đồng cơ đốc của chúng ta. Có đôi lúc chúng ta trong cái nhìn rất lý trí, cái nhìn của con người hữu hạn, mình định điều này, mình tính điều kia, mình xem thường điều nọ. Nhưng thưa ông bà anh chị em, khi quyền năng Thánh Linh vận hành, khi có những con người bằng lòng để cho Chúa hành động điều khiển cuộc đời mình và tình nguyện trở nên một khí dụng trong tay của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng cuộc đời của chúng ta, trao cho chúng ta sứ mạng, trang bị cho chúng ta lý tưởng, ban cho chúng ta năng lực để mình sống kết quả cho Chúa. Vì vậy qua lời của Chúa ở đây, tôi ước ao lời này chạm đến với quý ông bà anh chị em, cho chúng ta có dịp kiểm tra lại chính mình. Thưa với Chúa, sáng hôm nay rất chân thành về tình trạng thuộc linh của con, và con ước mơ con dâng cho Chúa tấm lòng con, tinh thần con, lý tưởng con, bản ngã của con, để Chúa sử dụng con trở nên một khí cụ trong tay Chúa, cất đi những cằn cỗi, cất đi những mệt mỏi khô hạn, và bắt đầu một đời sống mới, tươi mới, mạnh mẽ, sung mãn, sống cho Chúa, kết quả cho Chúa mỗi ngày. Để tôi trai tớ gái của Chúa ngày hôm nay nhận được năng quyền từ Chúa Thánh Linh, sống với năng quyền của Chúa. Tôi nói dài nhưng chỉ có ba điều ông bà anh chị em cần ghi nhớ ở đây. Thứ nhất, phải thỏa đáp được điều kiện Chúa muốn. Hiệp một, thờ phượng, cầu nguyện, khao khát sống cho Chúa. Thứ hai, phải có những dấu hiệu rõ ràng, nó như là dấu ấn trong cuộc đời của chúng ta, không thể phai nhòa, để chúng ta là người thực sự biệt riêng cho Chúa. Và khi chúng ta đã biệt riêng cho Chúa, có những dấu hiệu, có những đặc trưng của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì ông bà anh chị em và tôi trở nên một người có kết quả. Đừng lo là mình không có ân tứ, đừng lo là mình không có năng khả năng, nhưng mà khi Chúa giao việc thì Cha sẽ thêm ơn, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân tứ này, tài năng kia, để mỗi ngày chúng ta làm công việc gì, chúng ta có thể thực hiện công tác nào đều thành công, và chúng ta tiếp tục trở nên một người khiêm nhường, dâng lên cho Chúa lời ngợi khen, dâng lên cho Chúa những của lễ thật giá trị trong đời của chúng ta. Mong rằng lời này là lời khích lệ, lời của Chúa được công bố ra là lời thách thức mời gọi, ai nấy bắt đầu từ hôm nay sống trong năng quyền của Chúa Thánh Linh.